Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về nhân vật Lục Tuyết Kỳ nhé. À đây xem phim mà mê quá trời quá đất luôn. Lục Tuyết Kỳ là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Tiên Hiệp Chu Tiên của nhà văn Tiêu Đình, đồng thời cũng là một nhân vật quan trọng trong tiểu thuyết Chu Tiên 2. Nàng là nữ tử đẹp nhất dưới ngòi bút của Tiêu Đình, là đệ tử được Thủy Nguyệt Đại Sư sủng ái nhất, khí chất thoát tục, thanh lệ tựa thiên tiên, như hàn băng tuyết trắng. Mạnh mẽ lại thông tuệ, không thích nhiều lời, nàng tư chất cực cao, tu vi thâm hậu khó lường, phải lòng Trương Tiểu Phàm, nhưng lại vì chính tà bất lưỡng lập mà đau khổ gian vặt. Thời nhỏ nàng gia nhập Thanh Vân môn Tiểu Trúc Phong, được ân sư yêu chiều, có duyên gặp gỡ Trương Tiểu Phàm tại thất mạch hội võ. Sau đó Trương Tiểu Phàm bất hạnh rơi vào ma đạo, chính ma khác biệt, nàng lại sớm tương tư khắc cốt. 10 năm nàng múa kiếm giải nỗi thương nhớ trên vọng nguyệt đài. 10 năm sau, nàng cùng Trương Tiểu Phàm nhiều lần trải qua sinh tử nạn kiếp, yêu nhau sâu đậm, lòng cảm ứng nhau, si tâm bất hối. Lục Tuyết Kỳ đứng giữa sư môn và người yêu không ngừng đấu tranh, dù khổ đau vẫn không quên mất tâm nguyện ban đầu, nhận được sự thấu hiểu của ân sư. Cuối cùng sau đại chiến, gặp lại Trương Tiểu Phàm dưới chân núi, hai người trùng phùng, độ qua nạn kiếp, trong mắt hiện ra thân ảnh của đối phương, hai người cùng cười, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Dung nhan của nàng thanh lệ thoát tục, bạch y tha thướt, mang bên mình tiên kiếm tỏa lam sắc, tóc đen bay trong gió, một thân tiên phong hiệp cốt, trường kiếm ngạo giang hồ, được so sánh như cửu thiên tiên tử hạ xuống phàm trần. Từ nhỏ gia nhập Thanh Vân môn, là môn hạ chi tiểu trúc phong, nhận được sự sủng ái của Thủy Nguyệt đại sư, được ban tặng thiên gia thần kiếm, nàng là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ tân đệ tử của Thanh Vân môn, đại phái của chính đạo. Thiên tư cao ngất, tu vi thâm hậu, tính tình thanh lãnh không vướng bụi trần, không thích nhiều lời. 10 năm trước, tại thất mạch hội võ dựa vào tu vi xuất sắc vào được tứ cường, bất ngờ gặp gỡ nam chính Trương Tiểu Phàm, ma giáo dục dịch, nàng cùng các đệ tử chính đạo hạ sơn, xông vào vạn bức cổ quật ở Không Tăng Sơn đụng độ ma giáo. Trong hỗn chiến, Tiểu Phàm theo tiềm thức bảo vệ Tuyết Kỳ, mà Tuyết Kỳ cũng vì cứu Tiểu Phàm mà tung người nhảy xuống Tử Linh Uyên vực sâu vạn trượng. Hai người may mắn thoát chết, ở bên bờ vô tình hải tay nắm chặt tay, nhiều lần cùng trải qua sinh tử. 10 năm sau, giang hồ phong vân hỗn độn, ma giáo phục hưng, nàng phụng mệnh xuống núi, gặp lại Trương Tiểu Phàm lúc này đã trở thành quỷ lệ của ma giáo, khiến cho nàng và quỷ lệ nhiều lần rút kiếm đối đầu, nhưng trước bờ vực sinh tử, hai bên lại bất chấp tính mạng cứu lấy đối phương, vào thời khắc đối mặt với thú thần, đứng trước cảnh tận thế tại trấn ma động. Nàng cùng Trương Tiểu Phàm 10 ngón tay siết chặt dương cao thần kiếm bảo vệ thiên hạ. Sau kiếp nạn, hai người thâm tình ôm nhau dưới bầu trời sao mặc kệ ngày mai có ra sao. Đại chiến bùng nổ, quỷ vương huyết luyện thành công bước lên đỉnh Thanh Vân, Lục Tuyết Kỳ vì không muốn bị tứ linh huyết trận khống chế chuẩn bị huy kiếm tự tận. Ngay thời khắc mấu chốt Trương Tiểu Phàm đuổi đến, cầm Chu Tiên kiếm tru diệt quỷ vương, bảo hộ gia viên, kết cục, chuyện xưa như mây khói. Tiểu Phàm Tuyết Kỳ trải bao trắc trở, gặp lại ở Thảo Miếu Thôn, trong mắt hiện ra thân ảnh của đối phương, hai người cùng cười, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Trong Chu Tiên 2, Lục Tuyết Kỳ đã kết hôn cùng Trương Tiểu Phàm, ở lại trên Đại Trúc Phong, hạ sinh một cậu con trai tên Trương Tiểu Đình, và là một trong các sư trưởng của Thanh Vân lúc bấy giờ, tính cách Lục Tuyết Kỳ trong sáng như tuyết đầu mùa, thanh lệ vô song, trầm tĩnh mạnh mẽ, thấu hiểu lòng người. Chí tính chí nghĩa, nàng lần đầu tiên xuất hiện, một thân bạch y đứng yên tĩnh sau lưng sư phụ, ánh mắt lạnh lùng, không nói câu nào, chỉ cần một cái liếc mắt, cũng có thể khiến cho nam chính Trương Tiểu Phàm phải đỏ mặt. Nàng chính là loại người không cần đến lời nói, cũng có thể thu hút vô số ánh nhìn của người khác. Trong thất mạch võ hội, nàng gây ấn tượng là một mỹ nhân xinh đẹp nhưng rất lạnh lùng, cao ngạo, ra tay vô tình, không chịu khuất phục. Sau này cùng Trương Tiểu Phàm hạ sơn, nàng mới dần dần bộc lộ tính cách vốn có của mình. Cẩn thận, tri ân, lương thiện và cả nét đơn thuần đáng yêu của một người con gái. Lúc đầu, người ta nghĩ rằng Lục Tuyết Kỳ là người lạnh lùng, mạnh mẽ, hiếu thắng. Nhưng thật ra đây là kiểu nhân vật lúc mới bắt đầu thì chưa thể định hình rõ ràng. Phải từ từ cảm nhận, từ từ thấu hiểu, hình tượng cũng dần dần được hoàn thiện, tính cách cũng trở nên gần gũi sinh động hơn, giống như một bông tuyết trắng cuối cùng cũng hòa tan vào trong băng lạnh. Cùng với sự xoay chuyển của thời gian, sự bình tĩnh, thông minh, nhẫn nhục, kiên trì, trọng nghĩa khí, cùng với mối tình si của nàng đều dần dần được bộc lộ. Lục Tuyết Kỳ là kiểu người hướng nội, mặc dù không giỏi nói chuyện, nhưng là một người con gái cực kỳ thông minh, lúc tức giận hay lúc mềm yếu, đều không hề bộc lộ ra bên ngoài. Mặc dù lời thoại không nhiều, những mỗi lần nàng xuất hiện, mỗi câu nói rất giản đơn, đều để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng độc giả. Vũ khí của nàng là Thiên Gia Thần Kiếm, gọi tắt là Thiên Gia, là cửu thiên thần binh, bảo vật của tiên gia trong truyền thuyết, vỏ kiếm chuôi kiếm đều ánh lên sắc xanh da trời, màu sắc sáng rõ, mơ hồ có liêu quang không ngừng dao động.
Bên trong ẩn chứa chính khí mang lại điềm lành, có thể hóa giải hắc khí quỷ dị khi bị Chu Tiên kiếm phản phệ. Thiên gia xuất hiện lần đầu tiên trong tay của một tản tiên là Khô Tâm Thượng Nhân trong trận chính ma đại chiến cả nghìn năm về trước. Khô Tâm Thượng Nhân dùng thần kiếm thiên gia chiến đấu kịch liệt 3 ngày 3 đêm với Hắc Tâm Lão Nhân, đương chủ của Luyện Huyết Đường đang xưng bá ma giáo thời bấy giờ. Cuối cùng Hắc Tâm Lão Nhân trọng thương bại trận, từ đó về sau, danh tiếng của thiên gia chấn động vang khắp thế gian là tuyệt thế thần kiếm, thứ duy nhất có thể khắc chế vật chí hung của ma giáo là Phệ Huyết Châu, trở thành thần vật pháp bảo mà nhân sĩ trong giới tu chân vô cùng mong muốn. Sau khi Khô Tâm Thượng Nhân tạ thế, pháp bảo này biến mất không rõ tung tích, về sau rơi vào tay Chân Vu đại sư của Tiểu Trúc Phong, được Thủy Nguyệt truyền lại cho Lục Tuyết Kỳ. Kiếm khí tựa cầu vồng, lam quang tỏa sáng mạnh mẽ, vốn là vật tương khắc với phệ hồn, lại vì tình cảm giữa chủ nhân hai bên mà cũng trở thành một đôi tiểu oan gia pháp bảo. Võ công của nàng bao gồm, thứ nhất là thần kiếm ngự lôi chân quyết, thi triển chân quyết này phải lấy chính thân mình để dẫn. Rồi dùng binh khí thần diệu sắc bén triệu dụ Cửu Thiên Thần Lôi, thiên uy thần lực, thanh thế tuyệt luân. Mặc dù có chân quyết hộ thân, nhưng thần lôi có uy thế ghê gớm, người thường hễ đụng phải là tan ngay thành tro bụi. Người thi triển thuật ấy cố nhiên đã tu hành cực thâm sâu, nếu thân thể không tốt, nhất thời chỉ sợ bản thân bị sét đánh chết trước. Thứ hai là Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Thái Cực Huyền Thanh Đạo là căn bản của tất thảy những diệu pháp kỳ thuật trong Thanh Vân Môn, cũng chính là điều mà Thanh Vân Tử đã ngộ ra từ cuốn cổ thư kia 2000 năm về trước, trải qua quá trình tinh nghiên của các tông sư Thanh Vân Môn, cho đến nay đã trở thành một đạo pháp vô thượng, định đoạt được cả chuyện thiên địa tạo hóa. Thái Cực Huyền Thanh Đạo gồm ba cảnh giới Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh. Vào thất mạch hội võ, Lục Tuyết Kỳ đã đạt đến tầng thứ 8 của Ngọc Thanh cảnh. 10 năm sau, Lục Tuyết Kỳ trở thành người đầu tiên trong đám đệ tử trẻ tuổi Thanh Vân Môn đột phá được Thượng Thanh cảnh giới, sau Thanh Diệp Tổ Sư, là người đạt đến cảnh giới này nhanh chóng nhất từ ngàn năm trở lại đây. Đạo pháp tu hành của nàng hiện giờ trong Thanh Vân Môn, trừ các đại trưởng lão thủ tọa, chỉ sợ còn lại đều dưới tay nàng. Ngay cả người luôn được xưng tụng gần đây trong đám đệ tử trẻ tuổi là Tiêu Dật Tài cũng quá nửa là phải nhượng lại cho nàng. Thứ ba là Thiên Thư Đệ Tam Quyền, nàng lãnh ngộ cùng Trương Tiểu Phàm ở Thiên Đế Bảo Khố. Kết thúc phần này ở đây, mọi người đăng ký kênh để theo dõi các phần sau nhé.